Hi, chào anh em vào xin lỗi, mình là Tờ Lũ Anh Chỉ Tám. Ú, các chị bạn trong video bán hàng tập số 917 mà có server số 82, một trong những top server. Ông chủ ạc đã khô máu cho đợt event vừa rồi với Hotaru, với Saiki, chưa có Smart quả nhé. Server mới thì không thể nào đủ duyên ngầm được đâu, không thể được, trừ phi là có viên đá bỏ qua môn, mà viên đấy thì vẫn chưa xuất hiện sau rất nhiều bản cập nhật tới từ nhà phát hành. Sức mạnh của team sẽ phụ thuộc chính vào ba yếu tố các bạn ạ. Một là cặp Hotaru và Thiên Cầu phản đòn để phòng thủ, còn tấn công thì phụ thuộc hoàn toàn vào Mizuchi. Và trong clip này các bạn thấy sức mạnh điên cuồng của con Mizuchi khi nâng lên tầng S-Max như thế nào. Các bạn lưu ý chúng ta đang ở server số 82 với một cái đội hình mà có thể vừa mới mở run chưa lâu, các tính năng vẫn còn ở trong trạng thái gọi là sơ khai, mà các bạn nhìn thấy con Mizuchi nó đã lên đến cái tầm gọi là 1 triệu chuyển, thì các bạn phải tưởng tượng là kinh khủng khiếp nha. Chúng ta cùng ngó qua đồ thì các bạn nhá, 6 sói đỏ dành cho Mizuchi, và đây sẽ là bộ rune đỏ duy nhất mà arc này hoàn chỉnh là phải có. Ngoài ra thì lẻ tẻ các bạn ạ. Về tình hình tinh tú thì có soi một chút, full tinh tú đỏ dành cho Mizuchi, phải gọi là đợt trước nói chung ông chơi tương đối khô máu even đấy các bạn ạ, hụt cả mèo mà để chơi cho nó gọi là đủ đồ luôn, sau này chúng ta chấp nhận hụt mèo để đủ đồ đấy, cho nó khỏe luôn, giữ tốt luôn. Chúng ta có lục môn Mizuchi, tứ môn cẩu và tứ môn Hotaru đều chưa hồn vũ khí, có lại chưa hồn vũ khí đấy, được Maxima thiếu một hồn vũ khí nữa. Metikun là con võ sĩ free, sau này các bạn có thể thay bằng bất kỳ một võ sĩ nào mà các bạn thấy ưa thích hơn. Mình cho là Hotaru chưa hồn vũ khí đúng không, cẩu chưa hồn vũ khí rồi, Maxima như vậy thiếu một hồn vũ khí nữa hay là S-Max, thì cái combo Mizuchi và S-Max nó còn Mizuchi và Maxima còn kinh khủng hơn nữa. Mizuchi này ở trạng thái là 4 sao hồn được bạo tổ, đây là một trong những nguyên do khiến arc hụt mèo đấy, vì đợt đấy nó ra hồn được bạo tổ ngon quá các bạn ạ. Tiêu 40 cái kim cương nó cho 5 hay 6 quyển này, ngon vãi luôn. Ông mình chơi 4 sao kết hợp với nguyên liệu trong túi đồ, mình nhớ không nhầm là chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, thiếu một quyển nữa thôi các bạn nhé, đúng hơn nếu mình check trong túi đồ này thì thiếu 30 mấy mảnh nữa thôi là lên được hồn năm bạo tố 5 sao ở đấy. Thế đâu mình mới cố ý chứ, đây các bạn này 70 cuốn, đây là hồn lực, đúng rồi, thiếu 30 quyển nữa các bạn nhé là hồn lực năm bạo tố 5 sao. Khi đấy mình nói thật là có cả tỷ lệ oánh top 1 luôn nếu như top 1 chưa có hồn lực bạo tố 5 sao. Con Mizuchi 1,1 triệu lực chiến nó đè lực kinh lắm các bạn ạ. Rồi, cho túi đồ chưa nhỉ? Cho túi đồ nhanh nhá. VIP cao ấy, VIP 9 luôn ấy, siêu lợi tức còn 2 ngày thôi, coi như là không còn siêu lợi tức đi. Còn 339 mảnh vẫn ạ. Hai cái quyển sách Firestorm này, 23 viên đáng thân. Lần sau các bạn nghiền chơi nhẹ even cái là bạo tố 5 sao luôn. Đây còn một quyển ăn dọc trinh nữa này. Không ai chơi hồn được lắm, máu phết ấy. Thôi tốt đầu chiều của arc trong giờ 20:09 không canh cũng chắc chân top 4 luôn. Đánh lên top trên thì khó, đánh lên top dưới thì ăn kèo luôn. Arc này chắc chắn là chắc chân top 4 đấy. Mizuchi các bạn lại thấy hú phát cần hết luôn, vì nó vượt được chiến trong hội còn lại nhiều quá. Hai bên là bằng nhau về mặt được chiến. Pha phản công Hotaru kết hợp với cẩu đá phát thằng Mizuchi chết luôn. Smart của băng. Just in with
chưa? Dù không có hồn vũ khí nhưng mà combo Hotaru và cẩu vẫn rất khỏe các bạn ạ, rất khủng luôn. Đòn sát thương từ độc chiêu của Hotaru vẫn là một đòn sát thương mà khiến đối phương chóng mày chóng mặt luôn. À, chắc chân top 4 server, giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 3 triệu tròn. Bạn nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook mình dưới phần mô tả video nhá. Đấy, con Minuchi gọi là hú một phát thôi là đối phương là chất ngất luôn các bạn ạ. Blue Stone của nó cũng lên tầm cực cao rồi đâu rồi. 9.1 luôn rồi các bạn ạ, server 82.